Bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón lên sân khấu thí sinh Nguyễn Minh Phương mang số báo danh 255. Lời đầu tiên cho Phương xin được gửi tới ban giám khảo, ban tổ chức cùng toàn thể tất cả các quý các bạn thí sinh đang có mặt trong khán phòng trong buổi chiều tuyệt vời ngày hôm nay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và đến với cuộc thi Bôi Ngôi Sao Bolero ngày hôm nay thì Phương, số báo danh của Phương là 255 và Phương đến từ thành phố Hải Phòng. Và Phương xin được gửi tới ban giám khảo, ban tổ chức cũng như tất cả các bạn một ca khúc rất là ngọt ngào, rất là trữ tình, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, đó chính là ca khúc Sổ Lẻ Bóng 2. Và trân trọng gửi tới các quý vị. Và số báo danh của Phương là 255. Tất nhiên là khi đứng trên sân khấu này sẽ rất là run và mong được mọi người ủng hộ cho Phương nhé. Bây giờ còn run nữa không Phương? Em vẫn run ạ. Phương với lại chị Thủy là chắc là có tham gia câu lạc bộ nào ở Hải Phòng mà? Em thì bọn em thì chỉ là hoạt động văn nghệ phong trào thôi ạ. Là ở huyện hay là ở thành phố hay là ở xã? Nói chung là ở bọn em là công tác của phường. Phường. Tại vì thấy hai chị em là mặt thứ nhất là đồng phục giống nhau, là thứ hai nữa là giọng hát rất là tốt, diễn đạt trên sân khấu rất là xuất sắc. Tuy nhiên là chỉ có cái nhịp hai chị em đều rất bập mà chọn toàn là những ca khúc rất là khó. Tuy nhiên là nếu như mà may mắn mà hai chị em vào vùng trong á, thì hai chị em phải tập lại về cái nhịp, hoặc là có người để người ta tập lại cho mình. Dạ. Về còn phần biểu diễn và giọng hát thì hai chị em đều đạt trên mức trung bình. Dạ. Chúc mừng. Em xin có đôi lời ạ. Tại vì là khi được đến với cuộc thi này thì bọn em cũng chưa hề qua một cái trường lớp đào tạo nào. Và mong muốn của chúng em khi đến đây là được, nếu được vào vòng trong sẽ được các anh các chị, những nghệ sĩ sẽ rèn giũa cho chúng em để chúng em phát triển tốt hơn. Cảm ơn ạ.